Chào mừng các bạn đến với Ngáo ra rạp số tuần đầu tiên của tháng 7. Lần này Ngáo sẽ giới thiệu 3 bộ phim vừa ra rạp và 2 bộ phim đáng xem từ tuần trước nữa nha. Lại thêm một bộ phim về đề tài gia đình trá hình siêu anh hùng nè. Với bối cảnh có vẻ như là song song với cuộc chiến vô cực, trong lúc các anh hùng khác đang đổ mồ hôi sôi nước lẩu với anh Tiến, thì Scott Lang lại bị quản thúc tại gia. Với sự lầy lội đáng yêu thường thấy, cả rạp có những màn cười đậm chất nhà Marvel. À, nếu ai tinh tế như Ngáo thì sẽ thấy logo Marvel Studio có thay đổi đó nha. Bỏ qua các thuật ngữ khoa học phức tạp nào là vi mô, vĩ mô, lượng tử, nghe muốn tự tử gì đó, thì đây là một bộ phim nói lên tình cảm gia đình đúng nghĩa. Đoàn tụ yêu thương hy sinh khiến những phút cuối phim xem thật ấm lòng. Phim thì tha hồ có các cảnh phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ, phóng nho thu tỏ. Và cả tòa nhà bỗng chốc thu bé lại bằng một chiếc vali. Phim có tận 2 after credit. Nhớ ở lại xem tới cái thứ hai để có cảm giác gọi là không thốt nên lời nha. À, nhưng mà cái after credit đầu tiên xem rất là hay đó, có kết nối rất trực tiếp với cuộc chiến vô cực. Nếu bạn là một fan sitcom và yêu thích cái đẹp thì cứ mặc kệ cuộc đời và ra rạp xem ngay phim này đi nha. Phim nói về cái gì thì Ngáo cũng quên bà đó rồi. Đại loại là có nhau em gái, có thằng anh trai trời đánh, mất nết, làm biến các kiểu. Xong cái thằng anh này thường xuyên phá hoại chuyện yêu đương của con em gái. Rồi con em gái yêu anh Nick Cool, cái ảnh nhạo tới lấy lòng thằng anh trai. Rồi xích mích cái qua cái lại gì đó, méo nhơ gì đâu. Chỉ nhớ Nick Cool đẹp trai thôi. Người gì mà mặc vest cũng đẹp, mặc sơ mi cũng đẹp, áo thun quần tây cũng đẹp. Ảnh mà cởi ra nữa chắc cái đọc nó xỉu cái đụng luôn á. Phim có cùng nhà sản xuất với bác Genus, hiện tại bất hảo đã làm mưa làm gió năm ngoái. Bên Thái Lan hiện tại đây là phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Vì chắc có rất nhiều đứa mua vé coi đi coi lại 10 lần chỉ để ngắm anh Nicole thôi. Sau khi cho bay màu hết phần nửa dân số toàn giải ngân hà và xuyên không về quá khứ chỉ để giết một thằng sử nhi béo phì, lão đại Josh Brolin lại tiếp tục chỉ huy bị kích Mỹ đi bắt cóc cô con gái rượu của băng đảng ma túy máu mặt nhất nhì Mexico. Mang màu sắc y hệt như những tựa game đình đám về chiến tranh chống khủng bố như Modern Warfare hay là Battleground, nửa đầu của Sicario 2, thực sự khiến các gamer ngáo tới tận nóc bởi hàng loạt kế hoạch tinh vi đúng mùi chính phủ Mỹ. Mặc dù sở hữu nội dung xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm đầy cam go ở vùng biên giới Mexico, thế nhưng mà bạn sẽ bất ngờ bởi mức độ lành mạnh thanh tao ở phiên bản chiếu rạp Việt Nam đó nha. Do mọi cảnh quay máu me bạo lực đều đã được bộ phận kiểm duyệt cắt gọt cực kỳ sạch sẽ và ngang vè vè luôn. Bất ngờ hơn, nửa sau của bộ phim lại bắt đầu chuyển sang thể loại drama gia đình, tập trung vào mối quan hệ một đêm giữa cô con gái ông trùm và một tay đặc vụ Mỹ. Ngoài ra nó còn cho thấy mức độ đáng sợ của bọn trẻ trâu đường phố Mỹ khi tụi nó có thể làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của chính phủ Mỹ chứ chẳng đùa. Hy vọng sau phần 1 có chất lượng cực hay nhưng lại lỗ sặc máu thì Sicario 2 sẽ thu về được doanh thu phòng vé khả quan hơn. Chứ giờ mà còn lỗ nữa thì hết máu mà sặc nha. Trung thành với tinh thần của các bộ phim tội phạm lừa đảo quy mô lớn trước đây thuộc dòng phim Oceans, phần này nói về em gái của anh đại ca trong mấy phần trước nha. Sau khi bước chân ra khỏi nhà tù thì chị đã lên kế hoạch để đi lừa đảo tiếp. Lần này chị trà trộn vào Met Gala để trộn một vòng kim cương trị giá 150 triệu trung tệ. Tám bà chị trong phim thiệt là làm nao núng lòng người luôn. Sandra Bullock vẫn xứng danh chị đại, vừa ngầu vừa có sức hấp dẫn và lôi cuốn, đặc biệt khuôn mặt thông minh nhìn vô là thấy có tầm cơ sáng giá rồi. Anna Hathaway thì chắc thành ma cà rồng mẹ đó rồi, đẹp gì mà đẹp trường tồn theo thời gian gì không biết nữa. Rihanna, viên cương cương đen cũng có đất để tỏa sáng trong phim này nha. Cũng là một sát thủ công nghệ chứ không phải dạng cameo ưỡn eo bình bông cho có đâu. Còn chị Helena Carter sau khi bỏ cây đũa thần bên Harry thì qua đây cầm cái kéo làm mẹ thiết kế thời trang vừa điên vừa duyên. Còn chị Hela nhà ta thì vừa đẹp vừa ngầu, thần thái không chạy đi đâu được. Bà chị người Ấn và em gái người Tàu thì cũng rất là hài hước và có cá tính lẫn tài năng riêng. Đặc biệt ai đã mê mẩn phim American Horror Story dĩ nhiên không thể nào không mê chị Sandra Paulson. Ngoài ra dàn cameo cũng có những cái tên rất giả mang nha. Ví dụ như là chị Kathy Holmes đóng vai Kathy Holmes với tận 2 câu thoại. Nói chung phim này ai mê gái đẹp mà ngầu với thông minh thì nhất định phải đi coi. Chiếu được mấy tuần rồi nhưng mà vẫn còn hot lắm nha. Một bộ phim hoạt hình mà còn hành động hơn cả phim bom tấn tỷ đô. Coi phê lắm. Phần này chị mẹ Elastic Girl đưa lên làm nhân vật chính chiếm trọn first line của phim. Nhưng nhầm, bot lại thuộc về Jack Jack nha, thằng nhóc bá đạo với 17 skill biến hóa. Lớn lên chắc chắn sánh ngang với Tề Thiên 72 phép thần thông luôn nha. Cô con gái bị rối loạn tuổi thanh xuân, thằng em Flash thì vẫn tăng động y nguyên phần 1. Con bố là dễ thương hết sức khi tìm cách dạy con học, dỗ con ngủ. Đúng là không áo choàng, bố vẫn là siêu nhân mà. Bố là tất cả, bố ơi. Nên câu chuyện vẫn là gia đình yêu thương thấm đượm tình người. À, mà ai coi bản lồng tiếng thì săn lùng dùm Ngáo. Bạn nào lồng tiếng chị đẹp mà còn lùng Edna Mode nha. Cách phát âm thiệt là hay và bá đạo đó mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người tháng 7 thiệt là vui nha. Còn clip Ngáo tiếp theo hả? Chờ trong tuyệt vọng đi nha.